Đúng rồi em ơi, đúng rồi, chính xác. Hồi lúc mà hát cái quay cái Mộng Trinh á, có một cái cảnh cũng ngoài biển, thì đạo diễn Phượng Hoàng mới kêu là Nhung làm mặt lẻ lên ra quay, thì Nhung tất bật ra, hối quá mà đang làm trong khi mà hối quá, chỉ chưa xong chỉ nó khoan đợi một chút, anh Phượng Hoàng anh mới nói là trời ơi lẻ lên để không mưa, thế là chỉ kêu hóa trang lẻ 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 ra quay, quay ra quay mà có vẻ như cái lòng không có được vui á, giận giận vậy đó, sao hối quá tôi chưa làm gì hết, kêu ra ra cái là ra cậu ba với lại Mộng Trinh đứng đứng gặp nhau. Cái cảnh này là chạy tới chia tay rồi, ngày mai là đoàn tàu của gánh hát dời đi, dời bến khác, không còn gặp nữa, chỉ còn gặp hôm nay thôi. Thế là hai người gặp nhau ca một cái bài, không nhớ cái bài gì đó mà Phụng Hoàng hay là Nhân Tướng Tường gì đó, hai người khóc. Mình thì là giai cậu ba đàn ông thì khóc ngấn ngấn lệ thôi, còn người nữ thì phải khóc làm sao cho có ra nước mắt. Mà hát hết gần hết bài rồi, Phi Nhung cũng chưa có ra nước mắt nữa. Phượng Hoàng nói trời ơi Nhung ơi, em phải tập trung vô cái đoạn này với anh Kim Tử Long, anh phải nhìn cái người thì người 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 yêu của mình trước khi mà chia tay, mình phải làm sao khóc chứ, em không khóc là nó không ra. Cái Phi Nhung nói được, để em chúc em nhập tâm. Cái là Phi Nhung lại bắt đầu nhập tâm tiếp tục, nhập tâm tiếp, ca hết nguyên một bài đó luôn, cũng không có khóc luôn. Nó nói Nhung ơi bữa nay em có cái gì không mà sao mà tại sao em không khóc, nó nãy hối em quá rồi vậy, em ra em không có hồn gì hết vậy, em quay hết cho em nghỉ nghỉ chừng 5 phút được không, cho em nghỉ 5 phút rồi em ra em quay. Rồi đoàn làm phim nói ok ao đợi 5 phút cho Phi Nhung tập trung mới quay được. Là bắt đầu Phi Nhung nói sau 5 phút sau Phi Nhung nói rồi quay 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 lẹ lên anh Hoàng ơi, quay lẹ lẹ anh Hoàng. Lãnh đạo diễn Phượng Hoàng camera phản quang chuẩn bị hết ánh sáng action, mới bật nhạc lên à, mới bật nhạc lên là Long nhìn Phi Nhung một cái là Long thấy nước mắt chỉ trào ra rồi, nước mắt chỉ trào là mới trộn cha nhập tâm, nói trong bụng á, nhập tâm ta ôm chỉ rồi bắt đầu hát, hát mới có nửa bài à, nước mắt chỉ trào 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 ra, Long nheo giả rớt luôn, bên bên Long nheo ra giả nước mắt nhiều quá nó sụp luôn. Chứ khóa ngừng 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 lại cho em nghỉ chút xíu. Hỏi Phi Nhung bị gì em, bị gì không em? Chị nói nhỏ nhỏ với anh, chị nói anh ơi nãy em vô em không biết làm sao khóc, em lấy miếng dầu xanh á em quẹt vô mắt em, giờ ra dầu xanh nóng quá em khóc quá trời luôn, em quay không được luôn, cho em ngưng chút nghỉ chút đi em quay quay lại. Nói trời đất ơi đi em ra em hát mà nhè cái dầu xanh em để vô rồi ngoài gió biển nữa, gió biển nó vô ào ào dầu xanh nó thổi vô mắt thì làm sao chịu nổi, khóc rụng lông mi luôn là phải rồi. Thế là phải vô dặm giá hóa trang lại, và lúc đó Long mới nói mình là một nghệ sĩ, mình không cần phải chiêu chiêu trò gì, vậy em chỉ cần em nhập tâm và em nghĩ mình vào cái tình huống đó và cái tình cảm mình đặt đúng chỗ cho cậu ba trước khi chia tay là mình tự nhiên mình phải khóc thôi, tại nãy em đừng có cái vụ mà hối quá trang đó thì chắc em hát làm được rồi. Nhưng mà cuối cùng mọi người biết không, là cái cảnh đó ngưng luôn, dời tới sáng mai, lấy cảnh sáng mai quay. Phi Nhung bước ra hát vô cùng nhập tâm và hát rất tốt. Đó là những cái kỷ niệm mà Long nghĩ không ai mà có thể, không ai biết được, mà Long cũng không kể nữa cho ai nghe được, tại vì những cái này là những cái bí mật của nghệ sĩ anh em với nhau.
mọi người, cái vợ thằng Đậu là Lâm đạo diễn đó, lúc mà chị Nhung Rạng Đông chỉ mời á, chị nói Long ơi bây giờ chị muốn làm tuồng cho Phi Nhung được không, em kiếm tuồng nào cho Phi Nhung làm được không. Nó mới nói Phi Nhung thì nói chung là Phi Nhung là hát trữ tình, hát giọng cổ được đó, nhưng mà bây giờ mà hát mà tuồng buồn hoài thì cũng ok nha chị, tại tuồng buồn là đã có tuồng Mộng Trinh rồi quay rồi, bây giờ mình làm cái gì cho Phi Nhung, không lẽ giờ tuồng buồn nữa hả. Cái chị nói em tùy em đi, em kiếm đi, cuối cùng thì chị Nhung chị mới nói là chị Thu Dung á, chị nói là em kiếm trường hài đi, bây giờ đang lúc đó đang thịnh hành hài lắm, hài là ăn, hài là ăn. Long mới đi kiếm cái tuồng Dợn Đậu về đưa cho Phi Nhung đọc. Mới đầu Phi Nhung cũng nói trời ơi anh ơi anh nghĩ em hát được không vậy, em hát hề được không vậy, hát hề được không. Nói, anh cũng hát hề nè, kép chánh hay kép chánh, mình là một nghệ sĩ thì mình có thể mình hát được tất cả mọi thứ, đừng có ngại gì hết. Thế là chị về chị cầm kịch bản chị đọc. Sau khi chị đọc xong chị mới nói là anh ơi bây giờ em với anh cái vai chính rồi, nhưng mà bây giờ cái vai mà vai ba của anh á thì anh nghĩ coi mình mời ai được, mình mời ai được anh. Lúc đó là Bảo Chung đang rất là nổi, thì Long mới nói là anh hài thì nhiều người lắm nhưng mà không biết ai, à, không biết ai phù hợp với cái vai này, có thể là Bảo Chung được. Thì Phi Nhung mới nói à, hay là em mời anh Tư, là anh Hoài Linh đó. Nó nói trời ơi nếu mà được Hoài Linh thì quá tuyệt vời rồi, nhưng mà không biết là Hoài Linh có nhận nhận làm không, tại vì Long là thứ nhất là Long là đạo diễn, hai nữa lại lại là tập tuồng nó mất thời gian nhiều lắm, không biết là Hoài Linh có chịu nhận lời không. Thì Phi Nhung nói em cái chuyện đó để em sẽ thuyết phục em sẽ nói anh Tư. Ok em mà mời được Hoài Linh thì mình sẽ thành công. Sau đó mời Hoài Linh xong rồi nghĩa là mời thêm Chí Tài nữa, lúc đó là Chí Tài đang hát chung với lại Quyền Linh, một cặp nổi tiếng vô cùng, đang nghĩa là đắt xô chạy mà chạy xô tấu hài cặp 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 như đó. Chí Tài nói ai 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 khác cả lương hả, Kim Tử Long làm hả, cho tôi làm vai với ông đạo diễn, ông đẻ cho tôi một vai với, cho tôi vô tôi quậy chung với Hoài Linh, hãy đi đi chung thì đi xô chung thì đi, còn đi về đây hát cái lương này hát luôn hai hai anh em luôn. Trời ơi, Long nghe được Long giống như là mình thêm chắp cánh á. Tại vì vở diễn hay chưa thành công. Ngoài cái đó là âm nhạc phải hay, hai cái đó chưa thành công. Diễn viên phải hay. Và cuối cùng là khâu đạo diễn kết nó lại sao cho thành một vở hay. Và Long đã quyết định mời anh Tài luôn và đẻ ra cái vai cho anh, chứ trong tù cũng có vai anh Tài. Thì mọi người thấy cuối cùng là mọi người thấy là cái vở đó quá thành đặc công đúng không, đi đến đâu người ta cũng đi đến đâu người ta cũng hỏi lắm chứ, đậu đậu đen đâu rồi đậu. Nó Long nói giờ đen giỡn bỏ tôi đi hát rồi, nó đùa vậy.